Xin chào các bạn, lâu quá mình mới lên clip được. Thì cũng như tiêu đề của clip thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một công thức cà phê mà ai muốn đổi khẩu vị thì có thể thử công thức này. Cá nhân mình thì thấy rất là ngon. Đó là món cà phê bưởi hồng. Thì nguyên liệu mình sẽ ghi trực tiếp clip. Ở Việt Nam thì nếu các bạn không biết chọn mứt bưởi hãng nào thì mình giới thiệu là hãng Autobus hoặc là hãng Budo. Cách làm như thế nào thì mời các bạn theo dõi những clip nha. Các bạn có thể thay nước lọc bằng nước khoáng lạc.